quý vị, gần 2 tháng trôi qua, gia đình và cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của cô gái Lương Hải Như, 23 tuổi, quê Trương Mỹ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ hình ảnh về loạt tin nhắn được gửi cho Hải Như. Nhiều nghi ngờ cho rằng có thể chính người yêu cũ của Hải Như nợ nần, nghiện ngập, sinh ra hoang tưởng nên tìm Hải Như sát hại rồi sau đó tự chấm dứt cuộc sống. Theo bài đăng kèm chia sẻ của chị gái song sinh Quỳnh Như, trước khi Hải Như mất tích một ngày, cô nhận được tin nhắn từ bạn của người yêu cũ. Điều này khiến chị gái Quỳnh Như có nghi ngờ điều bí ẩn đằng sau. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, trước ngày xảy ra chuyện một ngày, bạn bè người quen của T có nhắn tin cho em mình như thế này. Người nhà và bạn bè nó đã biết trước tâm lý nó không ổn định, tại sao nhắn tin như kiểu muốn em mình lo lắng nên gặp nó, muốn em mình gọi nó, hay là vì mục đích gì khác, muốn im lặng che giấu điều gì. Người báo để tìm thấy xe của em gái mình ngày 26 tháng 7 năm 2022 là bạn của T làm Grab ở ngoài khu cầu giấy Hà Nội nhé. Công an đã lấy lời khai từ hôm đấy rồi, gia đình vẫn đang đợi kết quả từ chính quyền. Loạt tin nhắn cho thấy trước khi Hải Như mất tích, T lừa tiền rất nhiều người, trong đó có cả chị gái Hải Như rồi bỏ trốn. Khi một người bạn của T hỏi Hải Như về tung tích của T để đòi nợ, Hải Như liền giải thích em không gọi được vì em chưa kịp nói gì hay khuyên ca như thế nào thì mở mồm ra là thù hẳn mà cuộc sống nó như thế nào là do bản thân nó tự quyết định em nói thật nó toàn chơi chất cấm ở dưới phòng trọ ở ngõ trần duy hưng em không chấp nhận nghiện ngập và không được phép đổ lỗi cho người khác khi chưa cho em được cái gì tốt đẹp trái lại người này chỉ đồng ý với hải như là tê có chơi bời nhưng không bị nghiện hải như đáp lại hôm em xuống gặp nó tay nó còn vứt túi đá sau loạt tin nhắn được chia sẻ, nhiều người nghi ngờ cho rằng có thể tê nghiện ngập, sinh ra hoang tưởng nên tìm Hải Như sát hại rồi tự tử chấm dứt cuộc sống. Trước đó, gia đình nạn nhân chia sẻ trên báo chí cho biết, trong vụ Hải Như mất tích, đối tượng có động cơ nhất chính là người yêu cũ của cô. Từ đầu năm 2022, nạn nhân thường xuyên bị thanh niên tên TNT, sinh năm 1997 là bạn trai cũ ở xã Tiên Phương, huyện Trương Mỹ đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí là bị tác động vật lý. Gia đình cho biết hai người yêu nhau 5 năm, sau đó Hải Như muốn chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta liên tục nhắn tin đe dọa và tháng 5 năm 2022, anh ta ra tay khiến Hải Như bị thương tích ở tay và mặt, phải nhập viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại cơ quan chức năng huyện Trương Minh cũng đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm Hải Như, dù cho chỉ còn tia hy vọng cuối cùng. Ai cũng mong phép màu sẽ đến với Hải Như để cô gái trẻ tội nghiệp sớm được về với vòng tay của bố mẹ và chị gái.